Đây là video đầu tiên của mình nên là cũng không được hay cho lắm nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Và ở trên cái nắp hộp thì có một cái logo là Slimey cũng rất là xinh. Cái đó do các bạn do bạn ấy viết ra nhìn rất là đẹp mắt luôn. Trên cái Slimey thì các bạn thấy, mình thấy nó hơi bị trơn trơn một xíu nhé. Và giá thì gì đó hoặc những chi tiết là sản phẩm thì mình sẽ ghi ở trên màn hình nha các bạn. Kenison, đắt chưa lắm. Như các bạn đâu đó. Tiếp theo là glossy gum, có nghĩa là kẹp cao su bóng. Và đây là cái logo nha. Hồi nãy mình chơi nó hơi bị bẩn một xíu, để cậu thông kể cho mình nhé. Đây là mình nhé. Thì mình chỉ mình nhớ không lầm đó chính là pink unicorn, có nghĩa là màu hồng của kỳ lân. Và đây chính và đây chính là logo của bạn ấy nha các bạn, rất là xinh luôn nha. Mà cái đáy hộp ấy nó không có cái tên của Sam như mấy cái hộp kia. Sam này nó là một cái dạng cũng không biết là gì. Mình không có tự gói đâu nha các bạn, nên các bạn đừng có kêu mình tự gói nhé. Mặc dù bạn ấy chưa restock nhưng mà các bạn có theo dõi bạn ấy trên Instagram thì bạn ấy đã có những cái loại slam như thế này. Thank you.
ép và không có chén luôn nha. Cuối cùng là mình có một cái hộp slime có tên là Pupil Mastery, có nghĩa là màu tím huyền bí hay huyền thoại gì. Luôn nên là đây là kết thúc rồi. Và nếu như các bạn thích video mình thì hãy cho mình một lúc like, share và subscribe cho channel của mình.